Hello, chào mọi người nha. Hôm nay mình hôm nay Cảnh sẽ làm một cái món là vịt. Vịt nướng ớt cho mọi người. Bây giờ mình đang chiên ớt rồi. Mình chọn lên để mình ớt con vịt. Vịt mình cũng mần sẵn nãy giờ. Mần lâu quá. Mình đổ muối nước vào quỳ cho hết luôn kìa. Mình ớt sơ qua. Vịt này 2 ký mấy, gần 3 ký mọi người. Lớp này, lớp để lát nó thấm miệng nước. Lớp trước đi. Vịt này mình xăm sẵn hết rồi. Lấy mình bần xong cái mình lấy dao mình xăm lỗ lỗ hết rồi mọi người. Con này nướng bao lâu quay? Hả? 2 tiếng mấy à? Nửa ngày á. Hả? Nửa ngày. Đâu nửa ngày với 6 tiếng. Con này gần 3 ký luôn nè. Nhìn ký. 65.000 gì vậy? 65.000 ký. Chào mọi người nha. Trời ơi, xích sạch trời, cái liệu xích sạch trời. Trời nắng quá mọi người ơi. Giờ Cảnh làm con vịt Cảnh ướp nãy giờ rồi. Giờ Cảnh sẽ làm một cái bếp ở ngoài giữa trời, trong xanh luôn, nắng chói chang với cái nắng 30 mấy độ luôn mọi người. Làm cái tấm này, dựng cái tấm này mình che đỡ để mình làm mình nướng cho có lửa than. Nắng nóng mà còn à. Dạ. Rồi. Mình để cho nó cháy một lát, có lửa than mình đem ra con vịt cho mình nướng. Bây giờ nắng quá rồi. Đợi nắng cái này nó cháy thành than cũng lâu rồi, nửa tiếng à. Này mình nướng con vịt cũng hơi bự nên mình làm than hơi nhiều. Đó cái tấm này khi nào nó ngã xuống này cái xuống cái bếp nó cháy luôn trời. Làm cái nạn, lát để cái cây lên nướng. Kiếm cái cây làm cái nạn nha. Dịch tới. Dịch tới lửa than vừa lên luôn. Để lên coi. Ủa. Cái đầu ở đây hơi cao quá. Đầu ở đây hơi cao rồi. Cái đầu nó cao quá. Nắng này nóng lắc chín hết vậy. Ừ cái đầu này cao quá ta. Mọi người ngồi dưới nắng luôn mọi người ơi. Trời chịu khó ngồi ngoài nắng xíu mà có nhiều hình ảnh đẹp cho mọi người xem nha. Giờ con vịt mình nướng nãy giờ nó chảy nước rồi. Tôm nước mà nước mỡ á, nóng ghê luôn á. Ôi thơm rồi đó, bắp mùi rồi đó. Này mình nướng muối ớt này thôi. Ăn lát biết kết quả như thế nào, lát mọi người cùng nhau thưởng thức vịt nướng ớt với mình nha. Ô vịt nó bắt đầu nó săn lại kìa. Chét cái ớt vô con cái nắp đó. Đó đã cho vàng hết rồi đó. Chuẩn bị có món vịt nướng rồi.
Lột da luôn. Cái nào? Da không Quy? Cái gì? Lột da nó ra không? Con nào? Đó. Con cá hả? Ừ. Thôi để Quy. Đó mình nuôi hơi hơi vậy là cho nó hơi chút xíu nữa là mình lột da được. Baby nó... Baby ấy chờ, baby xách dừa leo cho. Để về mở thơm quá, dịch. Thơm quá. Để về mở dịch nó xuống cái thấm vô cá luôn. Một cạch cái ngã vô kìa. Tha rồi đó. Khỏi quá. Dán cá bơi trong lửa xíu cá ơi. Cá trên mạng mày hả? Còn hai con ấy nữa đó. Cá trên ngoài hả? Cá lên 16 rồi. Vì cá 16 này còn luôn. Má còn nguyên hộ đó. Bà không ăn hả? Vô, bỏ thêm mè vô đi. Than vô đi. Thôi than lát nước một chuột luôn. Bỏ vô đi chút chút hai chuột đó. Mấy cái này nó khô quá. Ừ, ta nướng nó bồng bồng lên là cái mứa ớt hả ta? Con gì là được chưa? Hả? Cá gì chín chưa? Chưa, cá mà nướng khô luôn, cá mới bỏ lửa hỏi chín chưa? Khô quá. Giờ ba cái muối ớt cái đầu nó bông lên là nó sần sần lên nhìn nó mới đẹp nè. Muối ớt luôn hả? Cái lóc muối quá còn muối ớt nè, chét lên luôn đi. Chút cho chín chín chét luôn. Cái gì cũng nướng muối ớt. Chuột muối ớt. Chuột nướng muối ớt, cá lóc nướng muối ớt, vịt nướng muối ớt. Hôm nay mình chơi món nướng muối ớt không luôn. Hôm nay mình hình con hùng con vịt. Thằng Quy thì hùng con cá lóc. Út thì hùng hai con chuột. Nay ăn đồ nướng muối ớt không? Chưa thì hết là thấy con vịt nó hấp dẫn rồi đó. Thấy đã không? Thấy hai cái miệng nó hả bự ghê chưa? Đã mê không? Mấy ông nhậu cũng nướng cá rồi. Cá nướng luôn hả? Này mới xay đều đều thôi nó khét à. Giờ là tới phút quan trọng rồi. Chuẩn bị chín rồi. Nó vàng ươm luôn mà. Thơm ghê chưa? Đắt con cá lóc lên mùi nữa. Cái nào? Nó vớt ra. Nãy thịt nó săn lại cái nó vớt ra luôn, tháo vô luôn. Để cho nó bọng lên xíu. Cái bọng chín rồi. Trả hai cái đùi nè, hai cái nách đùi nè, mới chọt hai cái nách đùi ra cho nó nhanh chín, cái nách đùi. Rồi mọi người ơi, vịt mình chín rồi mọi người ơi, vàng khè luôn rồi. Thơm quá thơm luôn. Giờ mình nướng cho cái chân nó vàng lên chút xíu nè, mình đem xuống là mình xử. Với lại mình nướng thêm hai con chuột nữa. Hai con chuột đồng nha, một con chuột cống nhum. Chà bá lửa luôn. Trời thơm quá. Khô queo luôn rồi nè, hết mỡ hết nhiễu rồi đó. Kéo cái đầu những cái. Đó, cặp chân nó vàng lên rồi đó. Có một câu xì mỡ ra. Ở tôi đủ 39 rồi kìa. Cô bà Sáu hả? Chiều nãy hả? Đủ 39 rồi. Đây phải không? Đó. Trời, quá hấp dẫn. Thơm ghê, xì xì mỡ ra. Khô, teo lại khô hết. Rồi chảy ngang ngồi bên đây nè, không có nắng đâu. Rồi đúng rồi, Quy đi ngang qua nè. Rồi chảy tấm bạc xuống đó, ừ, sao nắng được. Lấy cái thau rau vô luôn quý vị. Có cái kéo không Nhung? Ừ. Trời ha. Cá lóc nướng chui. Trời ơi, thịt không luôn, cái đùi thịt không luôn nè. Nè, đã không? Thơm ghê luôn. Còn vịt nướng nó không có mỡ nhiều đâu. Nãy lúc mần thấy mỡ không chứ giờ nướng giờ có mỡ đâu. Ăn cái phao câu không? Không. Có ai biết ăn khoai câu không? Trời ơi, số khoai câu đi. Đó, chất lượng luôn nè, khoai câu chất lượng chưa? Cho Vy biết ăn khoai câu. Để anh lộn ăn. Để mình đâu ai biết ăn khoai câu không? Ăn khoai câu đi cho đứt bệnh. Thôi đứt bệnh. Không, ăn khoai câu đẹp da. Quy đích Ngọc Trinh mà. Hơn Ngọc Trinh chứ. Đúng rồi, ta đi chị. Nè, tương cưng á. Đẹp luôn rồi. Để vô đại chị. Trời, cái cánh nhìn thấy thèm cái cánh luôn. Đẹp. Cánh thịt không? Để bên đó cho đẹp cái gì.
Ui, vịt nướng mà vậy chứ nó cũng còn mỡ ta. Đỡ hơn là mình nấu. Trời ơi, lụm vô có sao đâu trời. Không ai thấy nha. Không ai thấy nha, không ai thấy nhau nha. Không ai thấy vớt ra ngoài đâu nha. Không, con không nói à, con thấy nó vớt ra ngoài đâu mày. Con gì dưới vậy? Con mèo á. Mèo á, con mèo á. Trắng. Trắng hả, mèo trời. Kéo cũng bén quá ha. Bữa lấy cái này cắt cái mái là ngon cơm rồi. Có nước tương. Chấm nước tương rau á, chấm nước tương cũng ngon. Ngon lắm á. Rau cuốn và chấm nước tương ớt. Trời ơi. Nếu muối ớt thì... Cái này có nước tương. Chết, chết. Có muối ớt xanh á. Thôi mọi người ơi, chết. Cái lượng giữa giống như thịt luộc rồi đó. Chết. Thôi lọt nước hai chuột lâu quá. Trời ơi. Trời. Nóng. Trời nó chảy mỡ nhiều nhiều luôn nè. Chín trên lọt. Quá nóng. Trời. Trời ơi. Trời ơi. Chết ức luôn rồi. Thấy con rắn cắn nó không? Rắn đầu này cắn. Ừ, sao nó la? Sao nó vô đó nó la dữ à? Cắn chung gì đau. Nóng quá nóng rồi. Hai con rồi, hai mèo kìa. Trời, bữa nay Miêu yêu hương trắng Miêu. Con mèo nó nghe mùi nó bò đó rồi. Cái đó cắt ra, cắt lại làm hai nữa vậy. Ừ. Bự quá. Thầy mọi người, hai con chuột nướng sao nha. Giờ mình cắt chung luôn. Này chuột đồng nha mọi người. Chuột đặt hôm qua. Qua mình định quay clip cho mọi người coi mà đặt không có. Đặt được có hai con mọi người nên mình không quay luôn. Cái này sáng hôm nay mình mua hai con vịt rồi, chiều nay mình nướng cho mọi người xem luôn. Cái sẵn tiện mình nướng hai con chuột luôn. Chuột đồng nha mọi người. Bữa nào mình đặt nhiều thì mình quay cho mọi người xem nha. Hai con chuột thịt không ta? Nhỏ thôi. Rồi. Con hấp dẫn quá, lao tay cái này. Chút vô mày. Rồi ngồi đi. Còn cái khúc ức nữa. Hả? Ức nè. Ức để ăn sao đi. Thôi. Rồi đây. 21 thôi. 1 2 3 bang đi quậy. Quậy. Trời ơi nóng chừng luôn. Chấm với lại tương nước tương với nước pha chút nước tương ớt vô. Đi hình không có bằng phẳng nữa rồi. Rồi mấy ông đi rồi. Trời ơi hấp dẫn chưa. Chuẩn bị có cuộc đua xe mất cái. Rồi. Chồng cũng đi luôn. Cái không xẻ cá luôn đi. Cá à, cá lấy này xẻ. Nãy không cạo cái. Thôi ăn này trước đi. Trời. Đây thịt chuột ở đây nha. Thịt vịt ở đây. Thôi trộn vô luôn đi lát ai ăn. Giá đâu. Thịt chuột đắt hơn là cắt cú rồi. Nướng luôn rồi. Chín rồi. Rồi, ăn miếng không? Ăn miếng nè. Đây. Thôi mình thử miếng thịt chuột trước đi. Đã hút lại. Mình chấm với nước tương đi. Tại này làm nước mình chấm với thứ vịt nướng mình chấm chung. Thôi. Mời mọi người nha, thịt chuột nướng. Bảy ơi, đau ở đây quá Bảy ơi. Nướng miếng chuột đi. Ăn hai miếng chuột đi. Rồi mọi người. Quý. Quý ăn chuột với bà Nhung. Ăn chuột đi. Quá với quý vị. Ăn chuột thì bóc vịt nè. Ăn vịt đi. Thôi thịt chuột dai quá. Chuột ngỏi nha. Cái này cái gì nè? Chuột à. Chuột cái đùi trong thú đi. Nè. Ừ, trong thú cái đùi chuột đi, nó không biết, nó không biết ăn vịt. Cái rồi luôn luôn được. Chưa cho thôi, cái đùi ra. Rồi. Lọt chết luôn. Chết luôn. Không ăn luôn. Nhà vừa ăn rồi. Cầm ớt với muối ớt. Có hình vừa ăn rồi. Chuột ăn được không? Ngon. Dai. Đi. Thơm một nó khác. Thơm. Chuột ngon lắm á. Thấm không? Ngon rồi. Thấm luôn rồi. Nhà vừa ăn luôn, hết mình chấm. Ủa mà tương hả? Vừa ăn. À, cho cái lưng nè. Chấm thêm miếng cà với nước tương nè. Này trời dưới xe bét nhiều lắm. Ôi, chuột ngon quá à. Thôi ai cũng ăn thịt chuột. Chuột không có mỡ luôn á. Dịch tới rồi. Uống chuột đồng rồi. Chấm miếng thịt chuột hả? Nè cái đuôi không? Ừ. Cái đuôi nè, cái đuôi nè. Ăn giòn lắm, cắn cái đuôi giòn lắm, cắn thử coi. Cái đuôi chuột. Ăn cái đuôi chuột không? Ăn cho dài đuôi. Cho con thú hai đùi đi. Thôi cho nó cái đuôi này đi. Không. Cho con thú hai đùi đi. Ừ. Chiến là sắc sang chuột nữa quá.
Tới em đi săn chuột đi. Trời ơi, chuột ngon quá. Chuột có màu bén á. Con ốc ngon quá. Rớt lỗ nẻ vậy. Trời, mời mọi người miếng thịt vịt nướng muối ớt nha. Rồi xong rớt lỗ nẻ rồi. Hôm nay mày không chấm thì chắc người vô ăn rồi. Ừ. Chuột hay gì á? Ừ. Ngon quá. Ừ, vịt cái này khỏi chấm gì nữa. Vừa ăn rồi. Khỏi chấm luôn. Sao cái miếng của em nó mặn quá vậy? Miếng nào? Miếng chuột. Nó thấm hả? Thấm à. Ướp ngay ngay cái lưng hay gì đó. Ướp vừa ăn thôi, ướp gì mày muối gì. Mày ăn dưa cậy vô. Dưa quý bác nãy giờ. Ăn dưa leo luôn. Ăn dưa leo với trà rau sống rồi vô. Ừ. Mày thấy ít. Mày thấy ít lắm mà ta. Vẫn còn mặn. Ừ. Mưa ta ướp vừa ăn ướp gì. Ướp ơi, ướp ơi. Hỏa ướp lâu quá. Bớt lắm luôn á. Ta ướp từ sáng tới chiều mới nướng. Thấm như thịt luôn rồi. Thấm như tới thịt luôn. Giờ giờ cũng thấm hả? Ăn rau cái này nướng liền á, nó không có nó thấm. Giống như thằng Thiệu Nhất Quang hả? Như Thiệu Nhất Nguyên. Chiên sẵn. Dịch không có mỡ nè. Nãy xin mỡ nó chảy hết luôn rồi. Thôi. Ngon. Hai con nữa. Chuột ngon. Mới ăn không cá nữa. Cái gì? Kìa. Nè, chuột mẹ. Mẹ. Nè, con miếng thịt chuột nè. Chuột nha. Cái này còn dịch cũng ngon quá. Chuột ngon. Ủa quên tao mới nói. Ừ. Ngon không bỏ. Ngon rồi, thịt ngon quá. Thịt ngon. Sao thịt nướng ngon không? Đỡ mỡ. Ừ. Chứ thịt trắng này mày nấu cháo mỡ không à? Ông bán miếng này đi rồi. Thôi còn cái ớt đặng á. Còn cái ớt đặng thịt không à? Cái đùi gì cái đó cái đùi ấy hả? Cái ớt cũng mà. Đùi ớt. Ớt nữa. Cái ớt nữa. Vậy thôi được rồi. Cái này ngon à. Thôi nghe cánh này mới giòn nè. Ai chê cánh này, chê cánh này giòn lắm nè, cắn vô kia có rạp cho mọi người coi. Thôi mời mọi người cánh nha. Ừ, cái này nó thấm nè, cái này miếng thấm vô trong rồi. Ừ ha, đúng chưa? Chất lượng cái cánh là giống như là khô rồi, ăn vô giống à. Cái này đuôi hả? Cánh. Cánh cái vịt. Mẹ cánh hả? Cánh nó mập nụ ra. Ừ, ngoài mẹ cánh á. Đi ba bấm nè. Còn miếng chuột kìa. Còn miếng dao đoạn ngắn. Miếng chuột nó hơi mặn mà nó ngon. Nó dai. Vui ướp mà. Ừ. Ừ. Cánh này giòn hả? Ủa con cá mổ bụng luôn hả? Tự bể hả? Thử con cá rồi. Hả? Chập con cá ra. Mời mọi người con cá luôn. Chứ con cổ. Cá họ dạch ngay lưng nó mới đúng bài. Ừ, giờ cá mới chấm nè. Cá này của Quy Hùng nè nha. Quy Hùng cá lóc đồng. Chín. Cá lóc này của bà Sáu luôn hả? Ừ. Bà Sáu bà còn dư âm tới nay còn con cá lóc luôn. Bắt cái này cả tháng trời vẫn còn nữa. Không bánh nữa. Bà không ăn cái ta? Hả? Con cá nào? Nhỏ hơn. Đây, mời mọi người. Mọi người miếng cá lóc nướng. Chấm miếng ớt. Chấm miếng ớt nha mọi người. Đúng đây. Chấm miếng ớt. Rồi, mời mọi người nha. Ăn cục nữa. Còn quá cá lóc luôn rồi. Hả? Cặp dao vô. Thịt nó cũng ngọt quá, cá lóc thịt ngọt kìa. Giống cá lóc đồng luôn á. Rồi. Đây mọi người cái đùi ấy nha mọi người. Đùi vịt nướng nha. Thôi ăn nha, ăn đùi nha. Ủa vậy tối này đi không? Có đi không hả? Có đi không? Đã biết quay đấy. Đây lật chuột. Đi phải không? Ừ. Mai học rồi. Ừ, cái đùi lấy về làm bài gửi thầy cái đó. Cái đùi thịt xong đâu lát chiều đi luôn mà. Đi giống qua hay gì? Cá biển gì hả? Ừ, nhà có biển kìa. Biển chuột ăn tiếp. Biển ngon. Gà chuột hả? Đó gà chuột hả? Ừ. Để 5 giờ, 6 giờ đi đi. Giờ 5 giờ rồi. Ngon 6 giờ gì nữa bà? Giờ ăn xong đi được hả? Đúng rồi đó, ăn xong được đi. Trước mà. 7 giờ tôi gửi bài thầy. Thôi chắc được. Qua đặt. Qua đi 5 giờ. Cháy luôn nè. Trời ơi cái ớt á. Thôi đem vô cho mẹ với ba nghe. Đưa kéo Quy, đưa kéo vô năm chổng Quy. Ừ. Quy. Rồi tao ăn cái cánh nó đã luôn. Kéo nè.
Muối cái cá ngon quá. Ủa cái còn cái cục này ngon quá hả? Còn phố quá, còn phố quá. Đây là bố nó biết ăn vịt, cho nó ăn hai cái đùi. Lấy cá lát rồi ngon khóc luôn. Ngon quá, cánh dọn nữa rồi. Còn rau à? Ngon là uống coca nha mọi người. Này có dưa ngon. Trời ơi, người ta dứt mình quá. Cá nè. Trời ơi, ăn này khát nước quất mấy coca cho nó đã. Phê luôn. Té ợ luôn, ăn té ợ rồi. Trời cái đùi thiệt, cái thịt không ăn ngán luôn á. Thà, ăn cá xương xương vẫn ngon, ăn cái đùi đi thịt ngán luôn á. Quất cái cánh ngon quá. Rồi xem con cá ngon hả? Ăn thì con vịt qua con chuột tới con cá. Từ con chuột qua con vịt tới con cá. Sao không ăn chuột? Hay vô. Còn hết. Phải đuôi mà. Rồi. Để vào cho. Ăn quá phê rồi mọi người. Cái này vào được. Nguyên con vịt thêm hai con chuột với con cá lóc nữa. Mấy anh em ăn hết vô đây quá phê rồi. Ai à, cũng đã luôn rồi. Quá ngon. Đã lắm mọi người ơi. Giờ còn mấy cục rồi. Mày nãy nói tao. Hai cái chân nữa. Ăn cho còn miếng cá nè, quất hết luôn. Cái miếng da này nè. Thôi. Clip mình cũng dài quá rồi, mình cũng xin tạm dừng đây luôn nha mọi người. Không, mọi người không. Xem clip của mình nhớ cho mình một cái đăng ký với nhớ like và chia sẻ cái video của mình cho nhiều người cùng xem nha. Thôi, cảnh trên chào tạm biệt mọi người nha. Bye nha, còn miếng làm nốt nữa. Bye. Cái lần là...